Hân hoan chào đón tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Game Master ha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn đặc biệt của dân miền Tây nói chung và miền Bắc nói riêng. Thì ở dưới đây, ở dưới miền Tây á, ở đây gọi là cái tắc, ủa lộn, cái hạnh, đúng rồi, cái hạnh. Còn từ miền Bắc, miền Trung dài lên thì gọi là cháo tắc á. Nó chín rồi. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện clip đó chính là ăn một ký tắc, một ký hạnh ăn sống nha. không cần muối luôn. Mình sẽ lên cái đầu tiên. Cái nhỏ thôi, vừa qua ăn không sao không nổi. Nhai luôn vỏ nha các bạn. Không lột vỏ luôn. Ngọt hả? Ngọt. Hột hơi nhiều ha. Cầm đi ăn cho nó hoành tráng. Dâng nước bọt. Người ngồi cái bên mình làm mà xả, mà tại vì không muốn lên hình, ngồi ăn tiếp thôi. Cái na ăn chua của phụ nữ các bạn biết rồi, ăn chua hơn nam nhiều lắm, nhất là khi có bầu á. Cái thứ hai nha. Vừa chua ngọt ngọt mà còn đắng lắm luôn chứ. Chả nhanh chúng ngọt quá. Trong hộp mới đắng. Vỏ không đắng vậy? Vỏ the, không đắng. Ừ, vỏ the đúng không? Vỏ the. Cái này còn hơi xanh. Cái này mới ngọt hả? Tới nái luôn các bạn. Ừ. Ồ, cái này ngon nè. Ngon. Ừ. Ăn nữa. Ngọt hay à? Mẹ mua trái nãy ngon hơn. Ba trái à? Mình lại trông dung lên cái đẹp. Sao mới có ba trái vậy trời? Biết nào hết ký. Không biết sau khi hết ký như thế nào. Tối nay khỏi ngủ quá. Cái này đỡ hơn. Măng này bị cay cái môi quá. Cái môi hả? Ừ. Đúng rồi. Nóng á. Cho nên mấy cái vòng vòng này nó ti vô á. Ừ. Chai lại mới được các bạn coi. Hút luôn. Chai này bự quá. Nó chai là 4-5 chai vậy. Chắc là chua tới nái luôn.
Lục giỏi. Cắn đừng cho chúng cái mỏ. Chút xíu rồi cắn được. Ăn gian được con trái nè. Cái nhỏ thôi. Ừ. Nước miếng chảy ròng ròng luôn. Nó nhỏ mà nó có vỏ. Béo giò luôn. Ăn hồi đắng hết trơn cái mỏ luôn rồi. Nó bị cay. Xịt 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 ra mỏ luôn. Chấm mới bẻ à? Hả? Này chấm mới bẻ à? Cái dầu á, dầu có vỏ. Dầu á, dầu có vỏ. Lột vỏ ăn đi. Phê như con tê tê. Tính lại, mình tính lại. Nãy biết gì lửa mới cháy đỏ đỏ vậy nè. Tao biết. Chứ sao nó chua quá trời chua. Đầu anh thấy cái miệng nóng nóng lên đó. Mấy cái dầu á. Gió mới ngon chứ. Nhưng bột cái khả năng nha. Chua lắm. Nói gì nhiều phản khoa học quá vậy. Gió ngon xong rồi chua lắm là sao? Ý là em bọt hết vỏ nó chua dữ lắm, chua luôn á. Không có đâu. Hà có vỏ mà ăn đỡ chua hơn. Đi. Thử. Thôi. Sao thấy xa con đường nó đi đến ký lô nó xa xôi dịu dợi quá. Ghê quá à. Nóng cho người ra đó. Sao nó ngứa ngứa. Đâu thấy ngứa toàn thân. Nãy ngu quá. Bây giờ đây mới muối chấm được rồi. Muối hả? Ta nhìn thấy nè. Đó. Chứ là nãy lỡ hứa rồi. À. Lỡ hứa là ăn không muối rồi.
Thử cái đó đi. Gì? Lột luôn hả? Không mà. Đưa đó. Chuồng té đáy luôn. Thôi đó giờ mình ăn cũng gần 20 trái rồi. Chắc hơn ký này không nổi rồi. Thêm trái nữa. Xin chào em lại các bạn nha. Quá trời chịu nổi. Này khuyến cáo các bạn đừng lên mất trước nha. Rồi, chắc mình mua cơm ăn thêm. Mua cơm ăn. Mới ăn, mới đi ăn lẩu xong. Không, cái này thấy vậy chứ nó bị sốt ruột á. Ừ. Nãy đâu có cơm em đâu ăn gì đâu. Mình bỏ cuộc các bạn. Bỏ cuộc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Nhớ like và đăng ký để theo dõi những kênh tiếp theo của mình nha. Thôi nghỉ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.